Chào anh em. Mình giới thiệu cho anh em mình áo VIP 12 bản 2 combo. Này phiên bản là phiên bản đầy đủ nha anh em. Nó một bộ đầy đủ như video em đang xem luôn. Thì nó sẽ kèm kính M9. Ví dụ kính này thì nó ra khoảng là cộng thêm 450k nữa. Thí dụ kính 1.40 nó ra khoảng 1.6 triệu. Còn kính này á thì nó sẽ cộng thêm 450k nó là cái 2.050.000. Kèm cho 5 mũi tên và một cái máy thu cước, không lấy bộ này thì trừ ra 100k. Hai bộ dây thun nè, còn hai bộ dây cáp nè, cáp là hai bộ, thun hai bộ. Khi cọc sẽ được tặng một bộ nữa. Còn ví dụ bộ mà dưới bộ M9 này thì sẽ cọc 100 cành, còn dưới bộ 140 á mà dưới 2 triệu á thì sẽ cọc là 50 cành, 50k. Nhận hàng đó tại nhà trừ cọc. Mình sẽ ghép sẵn cho anh em những cái phần cò, phần khó. Giờ lắp kính lên hỗ trợ cho anh em là chỉnh luôn. Về anh em chỉnh nhẹ là chơi thôi. Đó, chứ anh em gỡ cái vô nó phải lệch tí rồi. Về mình như mình về mình chỉnh chỉnh nhẹ lên chơi thôi. Lúc trước mình không có ghép sẵn phần cò, giờ mình sẽ ghép luôn. Còn phần kia là nhận xong mình sẽ đưa cái clip lắp đặt khi báo giao thành công, rất là dễ thôi. Nói chung là những phần lớn là trẻ em còn ghép được đó anh em, rất là dễ. Nên là mình khỏi lo những cái chuyện ghép, mình chơi mình phải biết ghép, nhưng mà nói chung là nó quá dễ, quá dễ so với những người lớn. Đây mẫu này thì kèm đầu ruồi đầy đủ cho anh em hết ha. Này cái này cái còn cái ngụy trang này anh em sẽ mua riêng. Những cái keo này, nó keo này nó gãy ghề, anh em mua khoảng mấy chục ngàn này, quấn quấn tới đã luôn á, rất là nhiều. Nhưng mà hiện tại mình đang hết keo ngụy trang á. Đây ha, nguyên bộ đầy đủ á, anh em có chơi có cần cứ liên hệ với mình ha. Sớm mình sớm mình lên nhớ đăng ký kênh nha, để mình xem nhiều sản phẩm hơn nha anh em. Ná VIP 12 phiên bản 2 combo đầy đủ như video đang xem. Rồi còn ghép sẵn nguyên cây thì mình không có nhận nha anh em, không nhận được, ghép sẵn nguyên cây gửi không được, không nhận. Rồi anh em có cần cứ liên hệ với mình nha. Chào anh em ha.